Xin chào các bạn, hôm nay thì Nissan Việt Nam giới thiệu một mẫu xe hoàn toàn mới tại Việt Nam với một công nghệ cũng rất là mới. Đó là chiếc Nissan Kicks với công nghệ e-Power. Để tìm hiểu cái công nghệ e-Power này nó có cái gì đặc sắc thì ngay hôm nay, ngay đứng cạnh tôi đây là thầy Phó Giáo sư Tiến sĩ Đàm Hoàng Phúc, Giám đốc Trung tâm Công nghệ ô tô của Trường Đại học Bách Khoa. Và xin chào thầy, rất cảm ơn thầy đã tham dự chương trình của OneCarVN. Một câu hỏi, thầy đánh giá nào cái công nghệ e-Power của Nissan? Trước khi mà chúng ta sẽ tiến hành việc mà giới thiệu xem Nissan e-Power, Kicks e-Power nó có cái gì hay ho sao? Về mặt lý thuyết thì khi tôi tìm hiểu cái công nghệ này thì về mặt lý thuyết, về e-Power thì có nghĩa là theo định nghĩa, nếu mà về mặt lý thuyết thì đó là một dạng công nghệ hybrid mắc nối tiếp. Thế nhưng cái thằng này nó vượt trội hơn ở cái chỗ khác. Tức là họ đã thu gọn được rất nhỏ cái động cơ đốt trong này để hiệu suất tăng, hiệu suất tốt nhất. Và cái động cơ đốt trong chỉ là nguyên tắc cái máy sạc này, để sạc điện cho hệ thống điện. Và cái xe này chuyển động 100% là điện. Là điện. Có nghĩa là cái xe này nó sẽ tiệm cận với cả xe BEV nhiều hơn là cái hệ thống hybrid song song cũng vậy. Cái này nếu mà đúng nha thì nó sẽ tiệm cận với xe điện nhiều hơn đúng là rồi, xe BEV này. Đúng. Xe BEV là tiệm cận. Vậy thì có một cái thắc mắc mà trước khi chiếc xe này ra đời thì tôi có làm một cái video thì độc giả của VKVN có thắc mắc rằng với cái công nghệ này, ví dụ như là ở một chiếc hybrid bình thường thì nếu hệ thống điện nó có trục trặc thì vẫn còn hệ thống động lực từ động cơ để có thể xe có thể lăn bánh được, chuyển hoạt động được. Nhưng với chiếc xe này, nếu cái hệ thống điện nó trục trặc, nếu EV nó trục trặc thì xe này sẽ bị dừng hoạt động. Vậy thì cái đó có thực sự là một cái rào cản cho những người sử dụng những chiếc e-Power của Nissan này không thầy? Tôi nghĩ không phải là rào cản. Bởi vì thực ra như tôi nói lúc nãy, chúng ta vừa nói đấy, là cái xe này tiệm cận với xe thuần điện EV. Có nghĩa là cái xác suất hư hỏng của cái xe này nó tương đương với xác suất hư hỏng một cái xe điện. Và cái lượng linh kiện và phần tử của điện nó còn ít hơn so với một cái động cơ đốt trong rất nhiều. Cho nên là cái xác suất hư hỏng thì nó sẽ ít hơn. Là rất ít. Có nghĩa là nếu các bạn có những cái e ngại đấy thì xin các bạn đừng bận tâm nhiều lắm, bởi vì chiếc xe e-Power này nó có một cái công nghệ, thứ nhất là công nghệ tiên tiến, thứ hai là vận hành nó rất là giản đơn và hầu hết là điện thì rất khó hỏng, đúng không thầy? Đúng rồi. Một cái nữa đó chính là phần pin. Ở chiếc xe hybrid của Toyota thì phần pin thì chỉ được bảo hành có 5 năm có 3 năm thôi, nhưng ở e-Power thì bảo hành là 5 năm. Tuy nhiên vẫn có những e ngại rằng là liệu rằng cái pin mà của hybrid này được nạp xả liên tục như thế thì nó có nhanh hỏng không? Và cái giá trị của một quả pin đấy nó có mắc không? Về phần pin thì đối với thằng này, bởi vì nó tiệm cận với cả cái xe thuần điện, nhưng nó hơn xe thuần điện chỗ là gì? Cái cục pin nó nhỏ hơn rất nhiều, bởi vì nó luôn luôn có cái bộ sạc bên cạnh. Cho nên là cái công suất huy động của nó không phải là quá lớn. Nên cái khả năng mà hư hỏng của pin nhiều là gì? Do cháy nổ hoặc là quá nhiệt. Thì cái hệ thống này nó sẽ gần như không có. Gần như không có, nó ít hơn rất nhiều. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái sạc xả liên tục ấy, thì tất cả các dòng xe mà hybrid là cái thuật toán để điều khiển dòng sạc và dòng xả làm sao đó họ cân đối, bởi vì nó chủ động được nguồn nạp. Cho nên là lúc nào cần nạp bao nhiêu, nạp nhiều hay nạp ít, hay nạp ở dòng cao, dòng thấp như thế nào là được điều phối rất là linh hoạt và kỹ thuật. Đấy, nó là tối ưu cho cái tối ưu. Có khả năng lập trình tối ưu để kéo dài tuổi thọ của pin. Như mà tôi trong một cái cuộc phỏng vấn của tôi với một kỹ sư của Nhật về dòng hybrid thì họ nói rằng các cái cục pin của hybrid thông thường nếu không có vấn đề gì xảy ra thì tuổi thọ nó dao động từ 10 năm đến 20 năm cơ. Có nghĩa rằng đó là một cái thời gian khá là dài, và sau khi cái lượng dung lượng của pin nó bị sụt đi còn khoảng 70% thì cái pin ấy người Nhật lại mang ra để sử dụng trong các trạm điện gió hoặc là trạm điện năng lượng mặt trời để tích điện được, và cái tuổi thọ của cục pin đấy lại tiếp tục có thể kéo dài được tiếp khoảng 15 năm nữa. Vậy thì cả cái vòng đời của cục pin
của những chiếc xe hybrid nó kéo dài đến 30 năm, cả một quãng đời người của chúng ta, đúng không ạ? À, một cái thắc mắc nữa của độc giả VN đó là gì? Vậy thì cái động lực của cái động cơ của chiếc xe này, người ta nói rằng nếu mà điện, xe điện thì phát thải môi trường bằng việc mà phải xử lý cái quả pin sau khi nó hỏng. Rồi động cơ xăng thì là nó bị ô nhiễm môi trường bởi vì khí thải. Khi mà hybrid thì nó có cả pin, nó cả động cơ, thì liệu rằng cái ô nhiễm nó có gấp đôi lên như thế không? Thưa thầy. Thứ nhất là ô nhiễm thì chúng ta tính tổng thể đi. Vâng. Thứ nhất là nếu mà ta tách ra, quả pin nó bé hơn. Đúng rồi. Và như xử lý ít hơn. Xử lý ít hơn. Và thứ hai là gì? Cái xe hybrid, tất cả các loại hybrid đều có khả năng tối ưu về lập trình sạc xả cho kéo dài tuổi thọ. Cho nên là tuổi thọ của nó cũng sẽ tốt hơn so với cả các cái xe điện thuần điện. Đúng rồi. Đấy là hai cái dẫn đến là pin là tuổi thọ cao hơn, xử lý ít hơn. Còn đối với động cơ đốt trong thì đặc biệt đối với những cái dòng hybrid mà dạng Shuri này, mắc nối tiếp hoặc là e-power này, thì nó chỉ hoạt động duy nhất ở cái điểm tối ưu nhất. À. Và như vậy là cái phát thải nó sẽ là tối ưu ở đây gì? Tiết kiệm năng lượng và phát thải kém nhất. À, có nghĩa là tốt nhất. Nó vì cái động lực của nó không dành cho để kéo cái xe này đi. Đúng rồi. Mà nó chỉ để phát điện thôi, cho nên nó luôn luôn chạy ở một cái ngưỡng tua tối ưu của động cơ này. Đúng rồi. Và khi cái ngưỡng tua tối ưu này thì cái sử dụng năng lượng nhiên liệu đi nó sẽ ít hơn, và đặc biệt là khi tua nó không cao thì cái động cơ này sẽ bền hơn. Đúng rồi. À, chính xác. Vậy thì nếu mà xét về luật tổng thể thì thầy đánh giá thế nào về cái công nghệ hybrid e-power với các công nghệ hybrid khác, cũng như là một chút so sánh giữa những cái xe ICE gọi động cơ đốt trong, rồi hybrid, rồi e-power và đến xe điện, thì thầy đánh giá sao thầy? Thứ nhất là đối với cái xe này thì bởi vì dẫn động của nó là dẫn động điện, cho nên là bạn sẽ có cảm giác lái là của xe thuần điện, tăng tốc mượt mà, độ vọt rất là tốt. Đấy là cái ưu điểm lớn nhất của xe điện, thì cái xe này cũng thực thừa nó cũng có. Đấy, thử hoàn toàn 100% cái cảm giác lái của xe điện như thế nào. Đúng thì rồi. Chúng ta sẽ được như vậy. Thì còn cái thứ hai nữa là về chúng ta nói về đến môi trường thì cái động cơ đốt trong loại hoạt động luôn luôn hoạt động ở tốt nhất so với cả cái loại hybrid khác. Bởi vì thằng này chỉ hoạt động duy nhất ở một điểm để phát điện rồi thôi. Cho nên là cái về hiệu suất, về môi trường cũng như về tiết kiệm nhiên liệu là cao nhất. Trong một cái tài liệu mà tôi đọc được về động cơ đốt trong của e-power là cái dòng động cơ này nó có hiệu suất đến 50%. Có nghĩa rằng bình thường các động cơ bình thường nó sẽ đạt được khoảng độ 20 mấy, dưới 30%. Trong khi e-power là 50%, liệu rằng đấy có phải là một trong những cái một cái thế mạnh về tiết kiệm nhiên liệu của động cơ đốt trong cái hệ thống e-power này không thầy? Chính xác rồi. Bởi vì chúng nó chỉ hoạt động ở cái điểm mà tối ưu nhất, luôn luôn hoạt động ở điểm tối ưu nhất. À. Vậy thì nói như vậy có nghĩa rằng nếu mà nói về cảm giác lái thì rõ ràng hệ thống e-power này có ưu điểm hơn với hệ thống hybrid song song. Bởi vì hệ thống hybrid song song là nó vừa tổng hợp lực của động cơ đốt trong và tổng hợp lực của động cơ điện, cho hai cái lực kéo của hai cái hệ truyền động lực đó nó lại khác nhau, cho nên cái khi mà cái chuyển đổi thì nó cũng sẽ có ít nhiều có cái độ chênh, đúng không thầy? Còn riêng con này thì 100% kéo bằng điện thì cái cảm giác lái của chúng ta là nhất quán, đúng không ạ? Đúng rồi. Thì có nghĩa là về sự thú vị thì e-power khả năng cao là sẽ thú vị hơn, đúng không ạ? Đúng rồi. Ok. Các bạn vừa rồi đã được thầy Đàm Hoàng Phúc gọi là giải thích và có thể gọi là thông não cho chúng ta hiểu được rằng e-power là cái gì. Và rất cảm ơn thầy đã tham gia một cuộc phỏng vấn và chia sẻ những cái kinh nghiệm của thầy với chiếc e-power này. Và đến bây giờ thì chúng ta cùng nhau khám phá xem Nissan Kicks e-power có gì. Đầu tiên các bạn có thể thấy rằng Nissan Kicks e-power tại thị trường Việt Nam có một cái nhận diện thương mại mới tinh, đó là logo mới. Đúng rồi, đúng logo rồi. Mới. Thứ hai nữa, một cái nhận diện cũng rất là mới của Nissan, đó là V-Motion thế hệ mới với một cái mặt ca lăng rất là lớn. Cái thứ ba là với phiên bản V thì được trang bị bộ đèn full LED. Đúng rồi. Vâng. Và
Nếu mà chúng ta nhìn phần đầu của Nissan thì rõ ràng xe Nissan bây giờ có thiết kế khá là trẻ và đẹp, đúng thầy Phúc? Thầy đánh giá sao vào cái phần đầu này? Thực ra là với cái thiết kế ngoại thất của toàn bộ cái xe này thì nó mang phong cách thể thao. À. Thế là nó mang hướng, bởi vì Nissan cũng có những cái dòng xe thể thao rất là nổi tiếng. Đúng rồi. Và tôi cảm nhận rằng là cái phong cách thể thao nó đã được ăn nhập vào cái dòng xe này. Rồi. Nếu mà nói về Nissan thì chắc là chiếc xe khiến cho gọi là các hãng xe đến từ phương Tây hay là từ Mỹ phải nể phục người Nhật, đó là chiếc Nissan GT-R, đúng không thầy? Chính xác rồi. Và GT-R thì thầy Phúc giới thiệu với các bạn, thầy Phúc là đã từng tu nghiệp ở bên Nhật và đã từng làm đó trước khi trở về Việt Nam để cống hiến, để dạy những cái thế hệ sinh viên về chuyên ngành cơ khí ô tô. Và thầy biết rằng cái xe GT-R của Nissan nó lấy cảm hứng từ một người máy hay một cái gì của Nhật, đúng không thầy? Vâng. Đó. Cho nên GT-R là một cái gì đó nó là sự hãnh diện của người Nhật đối với một thế giới siêu xe của đối chọn với siêu xe của phương Tây, đúng không ạ? Đúng, chính xác. Cho nên cái việc mà vận hành và độ bền của Nissan thì luôn được đánh giá cao, đúng không thầy? Vâng. Tiếp theo chúng ta sẽ nói tiếp về phần đâu đó phía chiều rộng của Nissan Kicks là 1m76 với một chiếc xe hạng B, dài khoảng 4m3 với chiều dài cơ sở 2m62, cộng với chiếc chiều cao của Nissan Kicks là 1m62. Vậy thì liệu đây có phải là một chiếc xe rộng rãi không thầy? Tôi đánh giá rất cao ở đầu tiên là cái chiều dài cơ sở 4m3, chiều dài toàn thể 4m3, những cái chiều dài cơ sở 2m6 là rất là tốt. Nó sẽ với cái chiều dài cơ sở tốt thì sẽ cho chúng ta cái không gian của trong xe nó tốt hơn. Và một cái đặc điểm nữa là chiều dài cơ sở lớn như vậy thì cái tính ổn định của xe nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Dạ. So với xe chiều dài ngắn. Có nghĩa là khi mà chúng ta chạy một chiếc xe được gọi là đòn dài đi, dạ, thì bao giờ chúng ta cũng cảm giác đầm hơn, vững hơn. Đúng rồi. Đúng ạ. Đấy. Đấy. Thì các bạn nhớ nhá. Các bạn khi mà xem một cái lựa chọn một chiếc xe ấy, thì các bạn hãy hình dung ra là chúng ta lựa chọn chiếc xe đấy để phù hợp với nhu cầu của chúng ta nào. Nếu chúng ta đi phố thì chúng ta có thể chọn những chiếc xe nhỏ gọn và có chiều dài cơ sở ngắn. Nhưng đồng nghĩa với chúng ta xoay sở tốt thì đồng nghĩa với xe nó sẽ bị nhao nhiều, mất ổn định nhiều. Và khi chúng ta cần một chiếc xe đầm, chắc, hoạt động ở tốc độ cao, ổn định thì chắc chắn chúng ta phải cần một chiếc xe có chiều dài cơ sở lớn hơn, đúng rồi. Đúng rồi. Và đặc biệt là bởi vì cái xe này sẽ cần như vậy, bởi vì là chuyển động bằng điện, khả năng tăng tốc rất lớn, rất nhanh. Thì cái tính cũng quan trọng. Đúng rồi. Thời lượng rất là ít, xe cũng ít. Có gì thì mời các bạn, chi tiết thì các bạn mời sang bên ô tô cộng để xem. Còn riêng về công nghệ cũng như là ngoại hình của chiếc Nissan Kicks e-Power thì chúng tôi đã được thầy Đào Hoàng Phúc chia sẻ rất nhiều thông tin. Cảm ơn thầy. Rồi. Và xin chào, hẹn gặp lại ở một cái chương trình sau.